miền man cái phong giống bút tạ cho màng đại phóng sinh xuân phán hoang trang như lệ sinh xuân phán con chưa biển và miền man cái bút tạ trên hám y hoa như lệ sinh xưa mà phẩm hiến sinh con tháo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghe tình cảm buôn đảng bộ cái miền man giáo phính chiêm hoa giảng xanh. Sang làng tại hợp tác phát triển khoa học công nghệ Yam Pia Seng Trương Du là hàng ba bung tần luận dùn y xin lên giật phái nhắn. Nhóm dự án như công bùng tròn mai mải miền chiêm hoa giảng xanh. Nhìn nhau nải con tại hiến pháp y xin lên giật phái nhắn. Phóng sự con tài quyết kế hình Pia nhắn cho ý can dự án đào tạo kiểu phái bút cổng hoa dù vài pháng. Miền màn cái phần giống của tập tiên tham dân sẽ rất xỉ vinh dự kế tự hào buôn hoàng giảng xanh như thóng nào nhịp biển hình to niềm luật chúa nhà hoài cách mạng quyết hà kiếu hoa quốc khánh liệp quốc chúa hoa xanh nhảy với đảng bộ chính quyền miền màn giáo phính nhiều hoàng giảng xanh anh tốt tiếp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phó màng cái giáo xỉ nay dân sẽ khẳng định tài đảng quốc cha lát xỉ giao phu thắm miền màn cái tập phung nhiều là hăng biên gì tẩy lại tế giao phu cao giáo pun đảng bộ chính quyền miền màn giáo phính nhiều phong nhạc xanh cao xiến bịa đảng quốc cha nhây lệ sinh tỏ búa nai xê tào dùn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phó màng giáo xỉ diêm hoàng giảng xanh chào cái hình tháo giảng xanh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hà miền màng miền màn diêm bó lách lang quyết tiến xía quan pa quyềm màng cán bộ công nhân diêm công ty Bình Minh Pua màng khu công nghiệp Bình Vàng màng cán bộ chiến sĩ chính hào giáo sĩ dâm cặp trái tẩy thanh thủy bay kiểu giang làm miền diệt dùn túc hoàng hiêm tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xây diệt năm chín yến má hải là khu tú tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giải lát xì quyền diều vượt miền màn tôm roi hò chí mình quyết khâu liều gió nhàn gió hốp phét ngỏ trồm ông Triệu Tài Vinh ủy viên ban chấp hành trung đảng bí thư xanh ủy Hà Công. Chuyến thăm làm việc của đồng chí tổng bí thư lần này một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính Nét phủ. Nét dùn, Tổng Bí thư phó mảng, giáo sĩ, lại xây khẳng định tú Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, kiểu Tổng Bí thư Lát Sĩ Gia Phu Tháo Hoa Giảng Xanh. Lấy dầu nét dùn phó mảng, giáo sĩ, xây dịp bình liều khuyến mảng, dịp bình kiểm tra quán triệt, tài sĩ biển giáo Ekan, tôm vùi khó khăn nhân nghị quyết, kiểu Đảng Bộ Xanh, ruột dầm hưng nhân nghị quyết, kiểu Đảng nhân nghị quyết sĩ nhất. Lưu giả ánh ta sợ ấy khoi xuất công sĩ buôn ban thường vụ ban chấp hành đảng bộ xanh ở trụ siêu lành sang làng tòa biện nghị quyết biển dấu dâm nhua y xin anh dấm nháng tây yết xê tòa biện đảng bộ xanh khóa chất lụa nhân nghị quyết nhua thong tháo có nòm hiền phẳng giang cố thao lún thông xê quen làng tốt xíp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng pháo mảng giáo sĩ lại buôn phượt miền màn giáo phính diêm hoa nhàng xanh lão sĩ xiến bịa đảng quốc trai nhây tỏ búa bắt lên đảng bộ chiến sĩ miền màn giáo phính hoa nhàng xanh giang tôm tóng tháo tập pung tẩy đô tẩy cô thông lãnh kiếu đảng quốc cha kiếu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng xe xuất cha hộ lìm dấu lống có tiêu công sĩ diêm như tập pung chuyến thăm của đồng chí tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cũng là một sự nét xuân tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng phó mảng giáo sĩ diên xe nông con liều khuyến pun như bưa xuất cha tò tào tò lóng tài công giáo qua kinh tế xã hội công chun kiếu công tò tào xóa ngỏ chăm trồm cơ lành công chính cái sự động viên diên xe lát xì tò dình có đồng chí tổng quyền diêm đảng quốc cha hà khuyến pun can pú miền giáo công diêm công ty Bình Minh trần giáo tốt công sĩ cao hên công sĩ nhà giáo tú cào gòi phún chân giáo sung ra dự án giang đáng mía giáo đia diêm hoa giảng xanh hưu tu phiến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phó màng giáo sĩ diêm nay di hai xiên xê lát xì vinh dự kiếu tự hào vây kiếu miền màn diêm tập bông là hang tẩy di heo lát xì tròm di xê hai heo lát xì tròm kiếu lát xì sang lang vây tốt tiếp tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phó màng giáo sĩ
Lai Sĩ Phôn Phuật, Đảng Quốc Cha, Lão Sĩ Giáo Phu Tháo Công Ty Bình Minh, Kiếm Yên Màn, Dân Bó Lách Láng, Quyết Tiến Xía, Quan Bá Quyền và Giảng Sánh. Dì Càn Nhân Phượng Xin, Kiếm Có Dấu Tỏi Giáo Công, Dân Công Ty Bình Minh, Ở Sụ Ánh, Xoát Cha Giáo Hăng Hải, Liều Giáng Tú, Tham Nhung Đéo Mỹ, Lầu Giáo Điên Lống. Đảng Bộ Hoa Giảng Sánh, CNC tự hào kiểu Đảng, kiểu Quốc Cha, kiểu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, tại có nhùng công sĩ hạt giáo tú. Vậy dâm trụ tập bung là hang tẩy, xe nhùng nhùng bằng khâu. Màng đàng mánh, xe là bề bánh, cả hình mánh, giả xe là bề trong. Xa tài đảo thấu, xa tài phâm. Liêu miên màn dâm tập bung là hang tẩy, hà xuất dị nhau, dấu nhàn dấu hốp, dâm tập bung, biên dị tẩy. Ngò trồm, hà tú, ghẹ cô, cô ngòa phun, phái, tú tháo họ tàng hộ sâu. Sao hốp béo dâm tập bung, tẩy đô tẩy cô, mài điện búa quen. Mai rai moáng, mai truyền hình màng. Cao sĩ tu công xê, trao dấu thông, chàng sánh tao quyền, kiểu giang quyền, dì tháo có xía, lang thun. Phiền sang thu hát lại, chính xây kháo mài, trung ương đảng, quốc cha, xeo phu, tò tào. Đảng bộ, chính quyền, miền bản giang phính, chiêm hoa chàng sánh xuất chát dấu. Vì có tiêu sĩ, dấu tú, xây hát lại, lưu em ai xăm tiêu sĩ, và dính hao khâu nhê, dính hao, chua, miền bản dấu. Liêu tú tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lão sĩ xiến tài viển sang dân tập bung là hang biên nhị tẩy tháo tập bung là hang tẩy hoa giang sáng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hà tú mảng hoa giang sáng như tập bung có viển sang quía các tiểu công sĩ vua có hàng quía khẳng định Hà Giang là một cái địa bàn có vị trí chiến lược rất quan trọng ở phía bắc. Thế nhưng mà cái điều kiện CNC khẳng định Hoa Giảng Sánh với những ông tập bung mài vị trí chiến lược lão sĩ quan sống dâm ba bùng về dân sự là hang tẩy lùng giàng mai phu bầu kiểu bằng khâu xám điều Hoa Giảng Sánh hạ giáo tú xăm những công sĩ lống thì giết xe như đã nhiệm kỳ các đồng chí hà chìa tôm hiếu tò tào khiến tốt miền mầm giáo tú xăm tiểu công sĩ có chuyển sang tại tập bung ấy mai tài công sĩ sẽ liệp đảng sẽ liệp hệ thống chính trị xe tôm giỏi các đồng chí Hà Hò Chí, Xuân Hiêu, Cam Ham, Cam Dấu, Tò Tào Dấu Goi, có nghị quyết, có chủ trương chính sách với đảng nhây, mai bật xía chương trình, đề án, kế hoạch, quý cơ hình, kiểm tra lưu, dở ấy tra thêm, hang quật, hai tiểu, máy họp, xe ớ dụ, coi viền, nát chiên xe có những xì lống, dấu tú, dì tú khuyến. Sáng nay, các đồng chí Hạc Khoi Sáu Can, Trung ương nhây nghị quyết phải dùn, với cả lệnh mài báo cáo, tại giết xe, các đồng chí Hà Giáo Lóng Tài, Liệp Quý A Chi Bộ, Yêm Con Nòm Láng Xôn, tò biên hàng chơi lún, mài sầu giảng hang, tháo con nòm tập bung, trộm khớ giáo sỉ, giả tụ xế bẽ làn, nát dính xe, chia tiết sợi cho lóng, chấm dụ cú bầu. Cái xóa được cái bản trắng chi bộ này, đảng viên này, rồi là đưa trí thức trẻ về này, cũng mấy trăm người thôi ít đâu, để đào tạo cán bộ. Bây giờ sở dĩ nó có nguồn là vì mình đào tạo cán bộ, nó có nhiều lớp như thế nhưng bây giờ không bị hụt hẫng đến đây. Có trí thức trẻ về tạo điều kiện cho anh em, nó tốt nghiệp không có việc, bây giờ đưa về các cái xã khó khăn nhất để đào tạo. Nhưng cách làm này tốt quá thì cần phải ủng hộ. Dâm như Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng như quản quyên phá mảng giáo sĩ, dâm Hoa Giảng Sánh, CMI xăm đồng chí, giáo quyên dâm có bộ ban ngành trung ương. Các đồng chí trả thông xin lát xì quyền dầu quận mài Hoa Giảng Sánh hà mài các viền sang dâm như xin nhắng quía xì tu con thứ nhất c sợ ấy to bốn miền mầm dấu coi tài kinh tế xã hội. Các đồng chí trả công suất sang tiêu xì hởi xấu kéo khâu xấu dâm Hoa Giảng Sánh nhây lìa buôn Hoa Giảng Sánh khoai quía chào chung gió bị thong tháo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lát xì xiến bị Hoa Giảng Sánh cao gió tú giảng công xăm nhường công xì xấy liệp dấu Hoa Chí chàng đảng bộ chính quyền kiếm miền mầm giáng phính xây dựng làn tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lão sĩ ham tham về giáo hăng hải buôn Hoa Giảng Sánh giáo tốt hình bay kiểu có xanh chẳng chiêm như tập bung tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ói Hoa Giảng Sánh dù ánh bền lống buôn tôm vùi đảng có khang chẳng kiểu khoa quý chào chung xế liệp tập bung quái viển sang ánh giáo lóng ai can trung ương chỉ nhất khóa như nghị quyết trung ương từ phải ruồn tại xế liệp đảng chàng cứu bộ chính trị nhây chỉ thị tập pham tại ánh hộ do ai can tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp chuẩn bị và tiến hành đại hội các cấp thì tôi đề nghị các đồng chí phải tập trung lo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Dù bền lống, buôn khoai tôm vùi đảng có khang,
kia đề nghị các đồng chí xuân phía công sĩ xây dựng đảng kéo hệ thống chính trị nai xê diệt thống lóng tờ giết liều chấn trình củng cố đảng xây lập đảng mắt dây cũng ham phun nhân sự dịp tòa giáo sĩ vậy nhân sự dịp tòa giáo sĩ quan cháu nhê lưu tổ chức đảng kéo sinh hoạt đảng hăng hái ở sự tăng suy thoái biến chất nhập nhu đảng tăng miền giáo nhau hồ nhàn quốc cha nhê dịp hay dụ sang đảng tài chuyên môn kiểu giáo hắc hải sinh giáo tú nay sinh sự nhiệt thống vua chủ khoa quý công sĩ điều tác sở ấy giáo diên giáo diệt câu hang phượt hai năm tống dính hao cha mắc cảnh sung sẽ ở dụ mai sở ấy cha điều giáo sung anh giáo lóng ai can trung ương tập phái dùn như nghị quyết kiểu bộ chính trị như chỉ thị số tập pham y cao dính hao toàn niệm phái dập hưng thắng giáo ai can phép hò như di trúc các đồng chí giáo sĩ giáo hoa giảng sanh đảng hoa phép hò phá màng hà mai hiệp tiểu lễ giáo nai xê hiện dùn liều pun vua sinh hoạt kỷ niệm mình kỷ niệm tài điều chấn trình con hang mắt giáo diệt xê vải á công sĩ bền nhân sự miền dịp tỏi giáo sĩ với hà mai vô chính trị nhây tò tào giáo ây cam hoa giảng sanh dù bảng biện giáo hắc hái xính tu lống kiên tu diên miền hai giáo tu diên sĩ với công sĩ xính giáo tu gọi quy trình rồi có hướng dẫn của ban tổ chức rồi nhưng mà vận dụng vào điều kiện cụ thể mới quan trọng, chọn người cho đúng, bố trí cho trúng chỗ thì phát huy được cái vai trò tác dụng thôi. Hang vừa hà hữu hai nhóm công sĩ khâu hăng hải giao năm tổng con hang tu tám miền xiến tràng xấu xê hăng hải và giáo tốt giang tây giết xê liệp quê hiếu xiến biện đảng của cha kiếu miền màm ánh phan duấn miền màn kiếu đảng của cha vết lệ năm cha cào hô cào hên kháo tốt đảng của cha kiếu tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng càn chơi nhây pong pun hoa nhạc xanh lại chính xê khuyến pun hoa nhạc xanh ánh giáo hình giáo hên can tổng vùi đảng bộ xanh dùng dập như nghị quyết kiếu thế liệp giảng công ra kịch bản phát triển hoa nhạc xanh dầm như có hàng thảo. Đồng chí Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế. Tổng Bí thư Hà Lão Sĩ Xe Phu Tháo Công Sĩ thiết lập hệ thống chính trị, dấu gọi tài kinh tế, chăm ngò, giảm trồm, trang tập bùng. Đảng bộ hoa giảng xanh, vua ấy dụ ánh, giáo lống, giáo hên, ấy can có chỉ tiêu, có tiểu công sĩ, kiểu có tiểu sợ ấy, can nghị quyết hạ khoai quý. Cái hên này, Tổng Bí thư giả khẳng định tại sĩ biển tôm vùi có khang nát dồn với ớt dụ biển giáo lống, giáo xiên, giáo diệt, tây giết xê, sủ giáo căn quy trình với sự chú ý tài chất lượng nhập như vùi nhây, chất lượng nhân sự dịp tỏi giáo sĩ. Tổng Bí thư giả khẳng định ớt dụ chấn trình tài hệ thống chính trị, thông cưới tôm vùi, nát xây dịp dồn sinh hoạt chính trị. Vậy hát lại, như thông tháo nay, thường vụ sách ủy dụ anh tác dạy ấy búa pun ban chấp hành liều biển thọ tàu tổng vụ cốc hang phún chân xuyên xây dựng dùn sinh hoạt chính trị thông quyết tổng vụ đất dùn chấn chỉnh tài dạy ấy xuất nghị quyết khoi quyết chào chung sang đằng miền dịp tỏi giáo sĩ nơi hải giáo pun cao mài chất lượng cao lống thảo luận nhân sự với cái chất lượng cao hơn. Y hoi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phó mảng giáo sĩ kế đảng bộ miền màm giáng phính do hội giảng sanh xiên xê quý lót xì xiếp lưu lại tại y hoi xê hà pong thêm tổm cha pun đảng bộ chính quyền miền màm giáng phính hội giảng sanh ấy khó chí mình quyết khâu xây liệp tập pung giờ hoi nhiệt cao mài các huyện xiang chiêm pa pung ở nam cua liều đánh giá lống tại công sĩ khoa học công nghệ chiêm xiang nam tập pung kéo choàng thằng làng con tài có nhùng sĩ khoa học công nghệ diêm quát xanh như tập pung trung du ba pung xe hoa pết há nhị sĩ chúa sở khoa học kế công nghệ hoa giang xanh hạ bệt hội thảo khoa học công nghệ tài hợp tác phát triển khoa học công nghệ diêm nhua pia xanh là hàng ba pung tháo dự vùi xe mại ông Nguyễn Minh Tiến phó chủ tịch ủy ban nhân dân xanh chủ tịch hội đồng khoa học kế công nghệ xanh quyền nhâm bộ khoa học kế công nghệ quyền nhâm sở khoa học công nghệ Pia Xanh, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Vĩnh Phúc, Kiều Hoa Giang. Diêm Nhua Trầm Nhắn Quý, chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ có xanh phai bác bùng, hạt dấu tụ tràn tiểu chỉ thuốc thán. Diêm Nhua Y Chê Lệnh Trầm Nhẹ Hãng, công sĩ khoa học công nghệ Diêm Tệp Bùng, hạt dấu tụ tràn tiểu chỉ thuốc con.
triển khai dấu có 5 dự án che thêm tài tiềm lực khoa học công nghệ tụ nhị bẹ phà chập pham 5 đề tài dự án buồn nhàn con lồng dấu xê nhị bẹ với chấm tí nhàn có xanh hạ chui hên kéo chuyển giao có tiến bộ khoa học công nghệ bìa dấu nhàn cao chỉ túc công tháo lại xê công dấu cảnh choáng kéo chuỗi tàu xanh chuyên biển nam mảng dấu có nhủng cảnh choáng kéo chuỗi tàu xanh chiều can tệp bung như thế mạnh hát dấu choáng trà choáng cầm chai piêu choáng đằng miên lồng dấu đia kéo chuỗi ngùng căn húng dấu bến hàng hố mài thiêu viện nghiêm quân choáng kéo chun choáng liều bồ thang siêu sảnh siêu ruốn chiêm tổng diện sông lình đầy che thêm siêu bịa bu mềm màn chiêm kế hên lại công sĩ chuồn phiến chuồn chéo tại sầu giảng kéo chuồn tải có năm mổ con khoa học công nghệ giả tụ cho phu chấu hoài cào siêu tụ chàm tổ chức khoa học công nghệ kéo mềm màn tham chuân công vải chiêm vùi phó chủ tịch ủy ban mềm màn xanh Nguyễn Tiến Hạc khẳng định sĩ bền vùi vết bong pun có xanh mà điều kiện tụ giao lưu hỗ trợ ới chấu kéo bổ thang chất lượng công sĩ khoa học công nghệ thông quế vùi phó chủ tịch ủy ban mềm màn xanh Nguyễn Minh Tiến nhà ói có đại biểu ánh mảng nam chuột có tiểu sĩ biển nhà trắng hang có tiểu sĩ chụp bằng khâu tài trợ ới siểu lổng khoa học công nghệ dâm chẳng năm tệp bùng rằng có ý kiến đề xuất kéo quyên dâm có xanh chế liệp chương trình kế hoạch liều bền châu lúng công sĩ khoa học công nghệ với ban chấp hành trung ương đảng tàu lụa ruồn trực biết khóa như nghị quyết hạc hoi thông quế vùi phó chủ tịch ủy ban mềm màn xanh Minh Tiến nhà ói có đại biểu ánh mảng nam chuột có tiểu sĩ biển và tráng hang có tiểu sĩ trụ bằng khâu tài trợ ới siêu lồng khoa học công nghệ diêm chẳng nói tập bùng liều rằng này kiến nghị đề xuất kéo quyên diêm có xanh chế liệp chương trình kế hoạch liều bền châu lúng công sĩ khoa học công nghệ với ban chấp hành trung ương đảng tàu lụa ruồn trực biết khóa như nghị quyết hạc hoi dâm vùi có đại biểu và choảng trang làng tại có tiểu trợ ấy hạ châu lúng kéo đề xuất cơ chế chính trị liều pun công sĩ khoa công nghệ dâm tập ung cảo châu tú lúng pia xanh láng tới ba pung và choảng ký sâu tại sĩ hợp tác phát triển khoa công nghệ chuốt y thiên lành chấm nháng liều lo hữu lúng ta sĩ khoa cho ấy can dự án buồng dòng mãi mãi miền dâm hoàng chẳng xanh xây hoi pết há nhìn xiết quan cán phú dâm cục bảo vệ cầu phiếu cùng hoa kéo chuyên gia dâm cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản dâm ở Nam Quốc hà mang dự án giáo sĩ kéo dự án vùng sông mãi mãi miền lọ trụ sở lao động thương binh xã hội hoa giảng xanh tú cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản hiểu xe giai ca phong thánh nhóm giáo sĩ dự án hà liệp quý điện hang chom tại vùng sông mãi mãi miền dâm hoa giảng xanh tú khoa giáo giảng pết hà y xin hình giải pháp nháng nhúa lại Sở Lao động Thương binh Xã hội xây giáo con, ấy mài có thành viên bịa quan giáo sĩ, xây mài hội nhiễu miền diêm xanh, bộ đội biên phòng xanh, công an xanh, kiểu có trung tâm phục hồi chức năng, lọ trụ Sở Lao động Thương binh Xã hội. Giang cả hình liệp quê, dự án hạ phát công phát sĩ buôn có thành viên khoai xấu, kiểu liệp quê có lớp tập huấn, dùn cong tài cha nhầm hưu, buôn miền màn hưu tài, buôn dòng mãi mãi miền. Diêm có năm tổng tập bung trần bút xuất mãi mãi miền xuôi hên tại chuồn búa cha nhầm hưu buôn chóng miền hưu tại có tiêu sỉ liên quan tháo mãi mãi miền diêm hơi y quyển yên minh kiểu mèo vạc bay kiểu diêm hoàng xanh sẽ là mài nhì pé phết năm tổng trao cặp ghế tẩy kiểu tôm xỉu cua diêm như có trăng khuya lồm xanh hà bút xuất thầm thong mãi mãi miền lại danh xe buồn tỏ mùa tỏi cái cùng hoa miền rộ phính chiều có đoàn tập bung tẩy đô tẩy cô là hang tẩy liều buôn dự án như công sĩ giáo tốt lống chàng xiết hái y xin được phơi nắng nhóm giáo sĩ dự án vùng dòng mãi mãi miền cho hoa hàng xanh hà khoai thông điện hang 1800-1282 to biện giáo sĩ liều giáo hình tài sĩ búng phiến hợp tác kéo miền dụ mãi mãi giải quyết có nhiều sĩ liên quan tháo mãi mãi miền dâm như an giáo sĩ, quan giáo sĩ dâm tổ chức giai ca, hà giáo sĩ thán tài, nhóm giáo sĩ bùng sòng mãi mãi miền, dâm hoa giảng sách như công giáo tú như thong khuya. Này, chủ tịch quốc như vị trí, vai trò tốt quê tỉnh Hắc Hải No, trao lời. Chủ tịch quốc xây miền giáo con quốc diều thấy miền ở Nam quốc tài công sĩ
chiêm nhua kiểu cái nhiệt quốc. Chủ tịch quốc xây vầy quốc hội kên chàng có đại biểu quốc hội vũ xuất. Chủ tịch quốc sùng tiết tông kêu bữa công sĩ vũ quốc hội. Chủ tịch quốc như nhiệm kỳ xây can quốc hội như nhiệm kỳ. Thảo hát giản quốc hội lưu nhiệm kỳ. Chủ tịch quốc xây sáu sĩ thảo hát giản quốc hội vũ xuất sang chủ tịch quốc. Này, chủ tịch quốc nhây quyền phao giáo sĩ kêu ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ túc quê tỉnh Hắc Hải No. Cháu đây, chủ tịch quốc mai quyền tốt bịa màng ngoáng ủy ban thường vụ quốc hội kêu chính phủ như vùi. Chủ tịch quốc mai quyền hiểu chính phủ khoi vùi thằng làng tài có tiêu sỉ. Chủ tịch quốc quật hai dụ giáo can chủ tịch quốc nhây quyền hạn. Miền bàn kế phong nhớ mô tả thiên hám. Giáo y can sĩ hạ thống chí tại chương trình Phái Buôn Cổng Hoa dù bài pháng. Kêu chương trình Cháo Miền Phái Cổng Hoa dù bài pháng. Kêu Bệnh viện Đa khoa Hoa Tràng Xanh. Kêu Trung tâm Công tác Xã hội Cổng Hoa Xanh. Kêu Trung tâm Tuần Nhảy Hà Lan. Vết nhua bia nhắm quía. Phốn nhạc y sinh dẹp trắng tháo y cao. Dự án Hà Bền đào tạo phẫu thuật viên. Kêu Phái Buôn Cổng Hoa dù bài pháng. Dẹp nhua lộp xanh. Chiếu can Sở Lao động Thương binh Xã hội như phiến, viết dâm hồi giảng xanh phún tài mải tháo bia trên lệnh làn của ngọc phun, bụt bảnh bài pháng, nhua lại số làn của ngọc phun chấm trụ tụ phái chọc bảnh, xì dị trên hướng bẹ làn. Liều che khâu phun bảnh miền, kéo con ông tan với ớt trụ phúng tò của ngọc phun, trụ vài pháng mình trọi dâm có trung tâm dâm trung ương. Kéo giả trắng hăng, mạng vận tụ có bác sĩ như bùa tàu, chấu xỉ, giả trắng hăng tại cơ sở vật chất dâm bệnh viện. Lưu trung tâm tài nhảy Hà Lan, Hà đề nghị chế liệm dự án các công sĩ đào tạo pun có bác sĩ, điều dưỡng viên dâm bệnh viện đa khoa xanh, kéo bền phái chọc bảnh pun của ngòa phun trụ vải pháng, dâm nhua xanh ơi can bùa tiểu nhìn nhiều, lại xe bồ hang sổ rằng chuyên môn pun y bác sĩ bệnh viện đa khoa xanh, liều mai bùa tàu, kéo chuyên môn phái trò túc bảnh vải pháng pun của ngòa phun, dâm bệnh viện đa khoa, pong pun của ngòa phun trụ vải pháng, mà điều kiện tụ trò phái bảnh chiêm xanh giảm túc hâu nàn buôn bảnh miền kéo trung tâm công sĩ xã hội của ngọc phun xanh quyết bè nhắng triển khai dấu buôn ăn tan với hạt triển bền dấu cam miền như công sĩ chiếu quan nhìn nhiều lén dấu chiêm nhu dự án như lại trung tâm tài nhảy Hà Lan hà hiểu chậm chiết chuyên gia lọ trụ bè chuyên ngành tham xuất dùn giáo tại kỹ thuật buôn có bác sĩ chiêm bệnh viện đa khoa xanh kéo có trạm trưởng y tế xía pong nhàn kinh chìn pun công sĩ chéo sâu, kéo pong thính nhàn chìn pun bảnh miền, mình tài, dâm nhàn trỏ bảnh. Dâm y chê lệnh chiếm nháng xe pong thính lụa bé trên nhàn, y chê lệnh chiếm nhất nháng xe chua bé trên nhàn, pun bệnh viện, liều pun bảnh miền trỏ bảnh, kéo mai có nhũng trà xì, phù vú pun phái trỏ bảnh, pun dễ làn bảnh miền. Mục đích thứ nhất là cái mục đích đào tạo và mục đích số 2 tức là mục đích để mà giúp đỡ những cái trẻ khuyết tật. Mà cái mục đích đào tạo thì tại nhiệt xe pong pun công sĩ đào tạo, tại nhảy xe pong pun của ngoài phun trụ vải pháng. Tại công sĩ đào tạo, với dự vua Hà Choàng Kiếu Sở Lao động Thương binh Xã hội, liều trùn giáo pun có trạm trưởng trạm y tế xía, giả tráng hăng có cán bố lao động thương binh xã hội, dâm có xía kiếu láng tầy. Càng hoi chính quản miền, xe viển pun như bùa, liều chai mảng, buộn có làn miền trụ vải pháng. Quy kỳ hình hạ chai mảng buộn, vê có làn của ngòa phun chấm trụ phái trò, a phai lủng có nhủng trà xì pong thính trò bèng, hăng mai chia pun miền bút ba chuôi, với ngành lao động thương binh xã hội, ánh con pháo pun xanh. Giang lại xe con hăng diêm bệnh viện đa khoa xanh, mái mài cáo buồn chảy, với niềm bùa hả mách bền phái cho bành tu. Vậy hắn lại, tên nhảy khang, tên nhảy tiểu, xe liều đào tạo pun có bác sĩ phái cho bành dâm nay. Trung tâm công sĩ xã hội của ngọc phun hồ giảng xanh, xe trụ tràng kéo có phòng lao động thương binh xã hội quyền, thành phố kéo có trạm y tế xía phường, thị trấn, bền tiếp mảng, kéo chai mảng có nhũng bành vài pháng, liều liệu quê hồ sơ, pun bến chẳng nhũng bành. Hải làn của ngòa phun chấm trụ phái bảnh,
với bong thính buôn mình phái cho bệnh bài phẳng. Buồn chỉnh mài, xe bong thính cho phục hồi chức năng. Chăm xấu dễ xe búa buôn có điểm tiếng mà chở ấy, liều bong thính buôn của ngoài phun bài, hụ chẳng treo. Quý ếp nhắc nhắn xấu dự án, trung tâm hòa biển trai mảng bảnh buôn, phía trên phạm vẽ và chụp làn của ngoài phun. Thông quý dự án, hạ bong buôn có làn của ngoài phun trụ bại pháng, hình tụ trai trò lống bảnh. Dự án hạ đào tạo, phái trò bảnh bại pháng, buôn chụp nhất làn bác sĩ, xấu xỉ phái bảnh châm bệnh viện đa khoa Xanh. Qua cái chương trình lồng ghép này thì có rất nhiều cái mặt bệnh về khuyết tật môi, hở hàm ếch rồi các khuyết tật. Quyến là chương trình dự án chuẩn dấu xỉ viết chàm nhụng bành vài pháng, hang trụ rồi mấy quá, kéo buộc cháo trụ vải, hạ tụ có làn giáo sư bác sĩ tàu ngành kiêm trung ương, dùn búa lắp xì lống. Chính với hát này, như bôi như sầu giảng chuyên môn, hạ tụ bổ pháo hang chẳng bìa. Quyến bên nháng chấu, với dư bùa hạ mải bùa tàu, cầm miền bền phái trỏ tụ bảnh vài pháng. Lưu và hữu tụ ta trợ ới dấu xỉ, với có làn phiền xanh nhây chùn búa buôn. Và chúng tôi cũng học được ở các thầy cách làm việc, bố trí công việc rất là khoa học, và cũng như là cách sống, cái cách nhìn nhân ái. Dự án và đào tạo buôn dịp bẹ linh làn trạm trưởng y tế xía, hài trai mảng tài bảnh vài pháng, chủ chốt điều dưỡng có khoa tham suất dự án, nhà tụ có chuyên gia, búa tài công sĩ thôn pí pun bảnh miền vỉa đảng non chẳng hủ phái bảnh kéo cố lưới bảnh miền hà sẻng tụ phái tài thông quý công sĩ đào tạo kéo chuyển giao khoa công nghệ hạ bong buồn bổ lang năng lực chuyên môn pun đội ngũ y bác sĩ kiêm bệnh viện đa khoa Xanh. Thì các chuyên gia có kinh nghiệm phẫu thuật lâu năm cái này lên đây trực tiếp tham gia phẫu thuật ở đây thì đồng thời có chuyên gia mài bùa tàu chỗ xỉ chăm nhắng, hạ pháo nai bền phái trò bành, tông lại xe chuyển giao tải kỹ thuật pun có bác sĩ chăm hồi dòng Xanh. Quyếp nhắc nhắng bền chấu, với hạ mài chăm làn bác sĩ chăm hồi dòng Xanh, hạ cầm miền phái trò tụ bành ơi can chới hạ tụ chùm búa. Con hăng có làn cùng hòa phun nai, mài hai làn trụ bịa viện hồi dòng, trò vê dư bùa giả mất trụ trinh có làn bác sĩ chăm vô địa pháo á. Dư bùa cả miền châu tu. Có những trường hợp mà phải vào viện đây thì chúng tôi cũng không hoàn toàn là phải mời dưới kia nữa. Những kỹ thuật mà chuyển giao rồi anh em làm tốt rồi thì có thể thực hiện làm ở tại đây. Giang kết quả trai trò bảnh tàu thóng, dâm nhua bia nhắn quía, dự án hà biển phái trò bảnh vài pháng pun bếp bẹ hưng trực phàm làn cùng hòa pun dâm bệnh viện đa khoa Hồ Giảng Xanh. Dịa số nhủng bảnh vài pháng tu phái trò là xe cùng hòa pun trụ bài, trụ vòm lụ bành chiều, trụ giờ mấy quá kéo dị số nhùng bảnh khờ lệnh cháo dị làn cùng hòa phun tháo phái trò bảnh xe tụ trung tâm tài nhảy bong nhàn mình tài kéo pun nhàn nhàn trò bảnh dâm chậm noi tụ có bác sĩ phái trò bảnh pun cùng hòa phun y cao cùng hòa phun hà mình tài tu á cha tỉnh lão sĩ tỏ trình. Qua 5 năm tôi đánh giá rất cao cái sự phối kết hợp của tổ chức của trung tâm 2 giúp mà cho Hà Giang giải quyết được. Quý ấp Giang Nhắn dấu như bùa đánh giá lắc xì khang tại trung tâm tài nhảy như xỉ choàng dấu hạ bong buôn hồi giảng Xanh che che tụ cọ khâu nàn cào chỉ tu con tháo hang diện non Xanh trùng khâu tại đu cu giang xê miền trụ phính dâm hang hồi giảng Xanh ba liền có làn cùng hòa phun mắt trụ xui địa trung ương phái trò nát trên xe diện tiểu lắc xỉ chỉ tu thắn chủ chuốt xỉ có làn cùng hòa phun tu xỉu trò bảnh vết xỉ có giáo sư bác sĩ kiếu có chuyên gia phái trò bảnh vài pháng hà bong thính pun có bác sĩ diêm hồi giảng Xanh chẳng bìa bồ lang tại sầu giảng chuyên môn chính với hắn lại quý có dùn quản pháo bền phái trò bảnh vết có bác sĩ diêm hồi giảng Xanh hà tu hụ tại có tiểu trợ ới phái trò bảnh húng tháo xê bùa cả miền phái trò tu có nhủng bảnh vài pháng chiếu can có giáo sư bác sĩ nhê tò búa tỉnh Hà Giang đã trực tiếp triển khai được những phẫu thuật và tiến tới chúng ta làm chủ được những kỹ thuật mà các bác sĩ, các giáo sư bác sĩ đã truyền tải cho chúng ta. Quyết biên hãng dấu dự án hạ bong pun cùng hòa phun trụ vải pháng dâm hồi giảng Xanh tu xỉu trỏ lống bành hang dâm vứt hết tùm tóng vậy có kỹ thuật dịch vụ hạ tụ có chuyên gia dâm có bệnh viện trung ương pháo phái trỏ dâm bệnh viện đa khoa Hòa Giảng Xanh
Ngay tiểu dạp buôn buôn mảng buồn, tại cấp ủy chính quyền có cấp giảng xanh tháo xía như cha phù, kéo có năm chi quan ban ngành như công trạ chấn pháo, bơi kéo bảnh miền mà xế kênh trộm khâu. Cào dị túc không tháo, lại xe tùm choáng có y bác sĩ dâm bệnh viện đặc khoa xanh, kéo cán bố nhân viên dâm trung tâm công sĩ xã hội của ngoài phun xanh, nhẹ nhiêu nam tháo của ngoài phun, kéo có bèo bong thánh, hạ châu bến nhện non tống chiều, bùn có làn của ngoài phun trụ vại pháng. Cào mải tim hiu chút chạ tỏ lúng bành. Miền màn các bằng dông môn tật thiên hám, y hoi đại bóng sinh xuân pháng hoa nhàng, như lệ sinh xuân pháng con dư miền và tháng nay phết liều. Tỏ sinh sống miền màn cái mưa tẩy, hắn liệt giang hồ suy mạng.